công thức xả khô độc đáo từ Extracare cho tóc bạn mềm và bóng mượt đến không ngờ. Schwarzkopf Professional Hair Care for You. Hấp dẫn trong từng chi tiết, mềm mại trong từng đường nét, hoàn hảo trong từng chuyển động. Lastly thực sự là chiếc xe lý tưởng. Lastly chiếc xe của GM nổi tiếng trên toàn thế giới. Nào ta cùng bước. Lassetti. Mình muốn mặc đồ bơi đẹp như bạn, chỉ cần 8 tuần là có thể. Có thể gì vậy? Giảm cân cùng Hydro Dream. Hydro Dream chỉ cần ăn uống điều độ, luyện tập đều đặn và uống Hydro Dream 2 lần mỗi ngày. Hydro Dream là công thức giảm cân chiết xuất từ vỏ quả Garcinia Cambogia, an toàn cho sức khỏe. Eo nhỏ gọn thật tuyệt. Cùng uống Hydro Dream, cách giảm cân và vòng eo an toàn, hiệu quả. Nhịp sống tất bật càng làm chúng đau dạ dày trầm trọng hơn. Đã có gel sinh học Novagas làm dịu nhanh cơn đau, trung hòa axit, trắng phủ vết loét, hỗ trợ ức chế vi khuẩn H. pylori. Gel sinh học Novagas, liệu pháp thiên nhiên cho dạ dày luôn khỏe mạnh. Sản phẩm của BV Pharma. Mấy bữa nay ở trường sao rồi? Tới đi đâu biết. Nè, đừng có ăn nói với tôi kiểu đó được không? Tôi hỏi thiệt á. Thì tôi cũng trả lời thiệt mà. Cảm ơn nha. Rảnh tới trường chơi tâm thiệt cô bạn bè nha chú công nhân xây dựng. Tôi tưởng tôi biết là một chủ đầu tư thì ông cũng chỉ muốn phát triển hòn đảo này thành một địa chỉ du lịch tầm cỡ. Thầy biết coi như vậy tôi rất mừng. Nhưng mà các em nó chưa tính tuổi lao động. Về chuyện này thì tôi có nghĩ tới. Nhưng mà nếu thầy thấy được thì thầy cứ làm theo ý của thầy. Nhưng mà tôi chỉ e rằng chúng nó sẽ nổi giận với thầy đó. Lúc đó không có hay đâu. Thôi, tôi xin phép ông tôi về.
ông nên lưu ý những điều tôi vừa nói. Chào ông. Thưa ba. Gì vậy con? Ngồi đi. Con nghĩ ba nên suy nghĩ những điều thầy con nói. Ba suy nghĩ nhiều rồi, có gì đâu. Con lo dữ vậy. Ba, con thấy ba tính toán quá tay rồi. Ba làm lợi cho tập đoàn nhiều quá. Rồi xã này, rồi tương lai của bạn bè con như thế nào đây? Thế nào là như thế nào? Con thấy à? Ba làm bao nhiêu lợi ích cho tụi nó. Không cần học hành gì hết mà tụi nó vẫn kiếm ra tiền. Vậy sau khi kết thúc dự án, các bạn con sẽ ra sao đây ba? Con lo chuyện bao đồng quá. Con lo chuyện của con đi. Con sẽ lo cho bản thân của mình khi nào có thể. Vậy thì tốt. Nhưng mà con à, con phải nghĩ đến cái rực rỡ của cái đảo này chứ. Cái tương lai sáng rỡ. Ba tin rằng cái hòn đảo này sẽ giống như hòn đảo Hawaii vậy đó. Và cư dân ở đây, người ta sẽ sống như là cư dân ở Hawaii thôi. Vậy sao ba? Ba tin là như vậy. Thằng này. Bộ mấy người yêu tôi hay sao? Ngày nào cũng đi đường này hết trơn vậy? Khùng hả? Đường này là đường tới trường chứ bộ. Có ông cố tình thì có. Ờ, cũng vậy thôi. Cũng vậy là sao? Khác nhau hoàn toàn. Cái gì vậy? Tự nhiên cái giận à? Bộ nói trúng tim đen mấy người hả? Tránh ra cho tôi đi học. Nói chuyện với mấy người để nói chuyện cái đồ gói tốt hơn. Ê! Hả? Tí nữa ba của tôi sẽ tới chỗ của mấy người để xử lý đó. Gì? Thì chưa đủ tuổi lao động. Ờ, coi ba mấy người làm được cái gì? Tôi nghĩ rằng bước đầu anh làm như vậy là tốt lắm rồi. Tầm ngày mai tôi tin chắc là sở sẽ có quyết định. Tôi cũng đang cố gắng hết mình. Anh cố gắng là được rồi. Sao việc giờ này chưa tới vậy kia? Anh yên tâm đi, anh tới liền bây giờ đó. Chắc tại anh có nhiều việc bận quá. Mình về cái này mình muốn thực hiện cái ước mơ của mình từ lâu rồi. Chắc nhờ bạn bè làm hậu thuẫn thôi. Nhất là Kim á. Sao? Kim nói giúp giùm mình một tiếng. Trời, anh đâu cần phải nói như vậy đâu. Vì chứ toàn là anh em một nhà hết mà. Nếu nghĩ vậy vậy thì tôi tin chắc rằng sẽ thành công. Mời. Chuẩn bị món thứ hai nha cháu. Em hiểu rồi. Bây giờ mình đi dạo biển một vòng nha anh. Anh phải chuẩn bị bài cho sáng mai. Khi khác nha. Vậy em về. Nhưng mà anh nhớ là thiếu em một buổi dạo biển đó nha. Ừ. À, để em chào bà nội đã. Thôi khỏi, nội chắc đang ngủ ở trên lầu á. Má. À. Má, đây là Vi, bạn học của con. Má. Con chào cô. Con. Cô, con về. Ừ, về. Má, anh trẻ quá ha. Em về nha. Ừ.